Xin chào tất cả các con. Ở cấp tiểu học thì chúng ta đã từng được nghe cô giáo giới thiệu về từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa. Ví dụ như từ heo sẽ đồng nghĩa với từ lợn đúng không nào? Hay là từ trái nghĩa thì sống sẽ trái nghĩa với chết. Và những từ ngữ này thì rất là quen thuộc với tất cả chúng ta. Và để tìm hiểu một cách sâu hơn về cách sử dụng cũng như định nghĩa thế nào là từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa thì ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Trước hết chúng ta sẽ đi tìm hiểu về từ đồng nghĩa. Vậy thì thế nào là từ đồng nghĩa? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những ví dụ, sau đó sẽ đưa ra kết luận nhé. Các con để ý sách ví dụ trong sách giáo khoa giúp cô. Người ta yêu cầu chúng mình đọc lại bản dịch thơ Sa ngắm thác núi Lư của Tương Như dựa vào kiến thức đã học ở bậc tiểu học và các con hãy tìm từ đồng nghĩa với mỗi từ dọi và từ châm. Từ dọi có nghĩa là gì các con? À, khi mà chúng ta để ý đến từ dọi thì chúng ta biết rằng dọi có nghĩa là chiếu sáng này, có nghĩa là soi này, tỏa này. Thì dọi ở đây muốn nói đến hình ảnh của ánh mặt trời chiếu xuống và nó phản chiếu vào thác núi Lư đúng không nào? Chính vì vậy, để tìm được từ đồng nghĩa với từ dọi thì chúng ta dựa vào văn bản và hoàn cảnh của bài thơ đó và chúng ta tìm ra được những từ đồng nghĩa. Và ở đây, cô có các từ đồng nghĩa với dọi như là chiếu này, soi và tỏa. Vậy còn từ trông ở trong văn bản có nghĩa là gì? À, từ trông ở đây có nghĩa là nhìn này, là ngó này, là liếc. Vậy thì theo các con từ ví dụ này, các con có thể cho cô biết thế nào là từ đồng nghĩa? À, từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa gần giống nhau hoặc là giống nhau. Vậy thì chúng ta có nhận xét thứ nhất, đó là những từ có nghĩa giống nhau này hoặc là gần giống nhau thì người ta gọi đó là từ đồng nghĩa. Các con thử lấy một số ví dụ khác về từ đồng nghĩa giúp cô nào. À, từ ngô sẽ đồng nghĩa với từ gì nhỉ các con? Từ bắp đúng không nào? Từ chết sẽ đồng nghĩa với từ hy sinh. Đó là một số từ đồng nghĩa mà chúng mình rất là hay gặp. Vậy thì yêu cầu thứ hai của đề bài yêu cầu chúng ta là tìm từ trông trong bản dịch thơ Sa ngắm thác núi Lư còn có nghĩa là nhìn để nhận biết. Ngoài nghĩa đó ra, từ trông còn có nghĩa như sau: coi sóc, giữ gìn cho yên ổn, mong. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm các từ đồng nghĩa với mỗi nghĩa của từ trông. Như vậy, sau khi đọc đề bài chúng ta thấy rằng từ trông ở đây có ba nét nghĩa. Nét nghĩa thứ nhất có nghĩa là chăm sóc này, nét nghĩa thứ hai có nghĩa là nhìn và thứ ba là đợi. Và bây giờ nhiệm vụ của cô trò chúng mình là tìm từ đồng nghĩa với mỗi nét nghĩa của từ trông. Từ chăm sóc đồng nghĩa với những từ như thế nào nhỉ? À, giữ gìn đúng không nào, coi sóc cho yên ổn. Nhìn ở đây còn đồng nghĩa với từ ngó này, từ nhòm này, từ liếc này. Còn từ đợi thì đồng nghĩa với từ chờ và từ mong. Vậy thì sau khi tìm hiểu ví dụ này, chúng ta thấy rằng một từ đồng nghĩa này, đúng không nào? Có thể có một từ, đây là một từ trông có rất nhiều nghĩa đúng không? Và một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. Các con có thể thấy ở đây, một từ trông này có là một từ rất nhiều nghĩa đúng không nào? Và với mỗi nét nghĩa này thì lại thuộc vào một nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. Đó là những kiến thức mà chúng ta cần ghi nhớ khi tìm hiểu về từ đồng nghĩa. Vậy thì các con hãy đọc lại ghi nhớ trong sách giáo khoa giúp cô. Và đây cũng chính là bài học trong phần thứ nhất mà chúng ta cần ghi nhớ. Đó là gì? Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Và một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào một có thể thuộc vào những nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. Các con ghi nhớ điều này giúp cô. Tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách phân loại của các từ đồng nghĩa và cách sử dụng chúng như thế nào. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2. Các con cùng xét cho ví dụ trong sách giáo khoa giúp cô. Đầu tiên, chúng ta hãy so sánh nghĩa của từ quả và từ trái trong hai ví dụ sau. Ví dụ thứ nhất, rủ nhau xuống bể mò cua, đem về nấu quả mơ chua trên rừng. Ví dụ 2, chim xanh ăn trái xoài xanh, ăn no tắm mát đậu cành cây đa.
Ở đây, các con để ý giúp cô, từ quả và từ trái ở đây có nghĩa như thế nào? À, chúng ta thấy rằng từ quả, từ trái ở đây có nghĩa giống nhau hoàn toàn đúng không nào? Và chúng ta thử thay thế hai từ này vào đổi vị trí cho nhau và đọc lên xem nghĩa của chúng có thay đổi không nhé. Rủ nhau xuống bể mò cua, đem về nấu trái mơ chua trên rừng. Chim xanh ăn quả xoài xanh, ăn no tắm mát đậu cành cây đa. Vậy thì khi thay thế, các con có thấy nghĩa và nội dung của văn bản thay đổi hay không? À, chúng ta thấy rằng nghĩa ở đây và sắc thái nghĩa của nó hoàn toàn không thay đổi. Vậy thì ở chúng ta có thể thấy rằng ở ví dụ đầu tiên, từ quả và từ trái có thể thay thế cho nhau được vì nghĩa của chúng giống nhau hoàn toàn. Và từ đây chúng ta có nhận xét rằng đây, từ quả và từ trái là những từ đồng nghĩa hoàn toàn. Tiếp theo, chúng ta xét đến ví dụ thứ hai. Nghĩa của hai từ bỏ mạng và hy sinh trong hai câu dưới đây có chỗ nào giống và chỗ nào khác nhau? Các con đọc ví dụ. Trước sức tấn công như vũ bão và tinh thần chiến đấu dũng cảm tuyệt vời của quân Tây Sơn, hàng vạn quân Thanh đã bỏ mạng. Công chúa Habana đã hy sinh anh dũng, thanh kiếm vẫn cầm trên tay. Và ở đây chúng ta thấy có hai từ bỏ mạng, hy sinh. Vậy thì hai từ này có điểm gì giống nhau hả các con? À, giống nhau đó là hai từ này đều có nghĩa là chết đúng không nào? Nhưng từ bỏ mạng mang sắc thái nghĩa như thế nào đây? À, bỏ mạng có nghĩa là mang sắc thái khinh bỉ này, chết một cách vô ích, uổng công vô ích đúng không nào? Và ở đây trong hoàn cảnh này là nói đến cái chết của quân Thanh, đấy là nghĩa quân đã xâm lược nước ta đúng không nào? Vì vậy ở đây tác giả dùng từ bỏ mạng là hoàn toàn phù hợp với sắc thái biểu cảm của văn cảnh đó. Và tiếp theo chúng ta tìm hiểu nghĩa của từ hy sinh. Hy sinh ở đây cũng có nghĩa là chết, nhưng cái chết mang sắc thái kính trọng, chết vì lý tưởng cao đẹp. Và ở đây chính là nói đến công chúa Habana đã hy sinh một cách rất anh dũng. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng từ bỏ mạng và từ hy sinh ở đây mặc dù đều có nghĩa là chết, nhưng mỗi từ lại mang một sắc thái nghĩa khác nhau. Và nếu chúng ta thử thay thế hai từ này đổi vị trí cho nhau thì không thể thay thế được, bởi vì nó mang sắc thái biểu cảm khác nhau. Vậy chúng ta có nhận xét là từ bỏ mạng và hy sinh không thể thay thế được bởi vì mang sắc thái biểu cảm khác nhau. Và ở đây chúng ta có nhận xét là những từ như là từ bỏ mạng và từ hy sinh là những từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Đồng nghĩa không hoàn toàn. Vậy thì từ ví dụ vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng có mấy loại từ đồng nghĩa hả con? À, có hai loại từ đồng nghĩa, đó là từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Từ đồng nghĩa hoàn toàn là những từ không phân biệt nhau về sắc thái biểu cảm. Ví dụ như là từ quả, từ trái, từ ngô, từ bắp, từ heo, từ lợn giống nhau hoàn toàn. Và từ đồng nghĩa không hoàn toàn là những từ mà sắc thái nghĩa biểu cảm khác nhau. Và cụ thể ở đây chúng ta thấy khi mà tìm hiểu ví dụ từ bỏ mạng và từ hy sinh thì sắc thái nghĩa nó hoàn toàn khác nhau đúng không nào? Và một nhận xét nữa mà chúng ta thấy được ở sau khi tìm hiểu ví dụ đó là gì? Không phải bao giờ từ đồng nghĩa cũng có thể thay thế cho nhau, mà cần phải lựa chọn đúng hoàn cảnh và sắc thái biểu cảm. Và để làm sáng tỏ cho thêm cho phần kết luận này thì cô có một ví dụ nhỏ, các con cùng lắng nghe và sau đó hãy cùng suy nghĩ và trả lời giúp cô nhé. Đó là một bạn nói với bà của mình rằng mẹ cháu cho bà tấm lụa để may áo. Vậy thì dùng từ cho đã có sắc thái biểu cảm hay không, và đã thể hiện được sự kính trọng của người cháu đối với bà hay chưa hả các con? Mẹ cháu cho bà tấm lụa để may áo. À, ở đây chúng ta có thể thấy rằng dùng từ cho là không phù hợp và không phù hợp với sắc thái biểu cảm, chưa thể hiện được sự kính trọng của cháu đối với bà đúng không nào? Mà chúng ta cần phải thay thế từ cho bằng một từ đồng nghĩa khác,
nhưng có sắc thái biểu cảm thể hiện sự tôn kính, đó là từ biếu. Vậy thì các con cần ghi nhớ điều này giúp cô. Và qua đây thì chúng ta có bài học về cách về các loại từ đồng nghĩa cũng như cách sử dụng từ đồng nghĩa như sau. Thứ nhất, chúng ta cần ghi nhớ từ đồng nghĩa có hai loại là từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Và ghi nhớ thứ hai chúng ta cần ghi nhớ đó là không phải bao giờ từ đồng nghĩa cũng có thể thay thế cho nhau, mà cần phải dựa vào hoàn cảnh và sắc thái biểu cảm để làm sao thể hiện được sự lễ phép này, kính trọng này và đúng phù hợp với hoàn cảnh. Đó là những kiến thức mà chúng ta cần ghi nhớ về từ đồng nghĩa. Và bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm một số bài tập để củng cố lại kiến thức. Tiếp theo, cô mời các con vào phần làm những bài tập luyện tập. Và ở bài tập thứ nhất, yêu cầu chúng ta là tìm những từ Hán Việt đồng nghĩa với các từ sau: từ gan dạ, nhà thơ, yêu cầu, của cải, nước ngoài, chó biển, loài người và từ thay mặt. Ở tiết trước, cô trò chúng ta đã cùng đi tìm hiểu thế nào là từ Hán Việt rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ củng cố lại kiến thức bài hôm trước kết hợp với bài tập ngày hôm nay nhé. Từ gan dạ sẽ đồng nghĩa với từ Hán Việt nào đây các con? Đều có nghĩa là hy sinh một cách, đều có nghĩa là dũng cảm, đương đầu. Vậy thì từ gan dạ ở đây đồng nghĩa với từ dũng cảm. Tiếp theo, nhà thơ đồng nghĩa với từ nào? Từ Hán Việt nào đây? À, đó là từ thi sĩ. Từ yêu cầu đồng nghĩa với từ đòi hỏi. Từ của cải đồng nghĩa với từ tài sản. Nước ngoài sẽ đồng nghĩa với từ ngoại quốc. Từ chó biển đồng nghĩa với từ hải cầu. Chúng ta biết chó trong tiếng từ Hán Việt là cầu đúng không nào? Và loài người đồng nghĩa với nhân loại. Từ thay mặt đồng nghĩa với từ đại diện. Và qua bài tập này thì cô nhắc lại cho chúng ta một lần nữa, đó là gì? Không phải trong trường hợp nào chúng ta cũng dùng được từ Hán Việt, mà cần phải lựa chọn làm sao cho phù hợp với văn cảnh và đúng sắc thái biểu cảm. Và không nên lạm dụng từ Hán Việt. Nếu có những từ thuần Việt có thể diễn đạt được thì chúng ta ưu tiên dùng từ thuần Việt trước. Tiếp theo, ở bài tập thứ 2, yêu cầu chúng ta đó là chọn từ thích hợp để điền vào các câu sau. Ở câu A, chúng ta sẽ điền hai từ đó là thành tích và thành quả. Hai từ này đều mang nét nghĩa là gì nhỉ? Đạt được một điều gì đó. Nhưng thành tích có nghĩa là khi mà mình đạt được một cái mục tiêu nào đó. Còn thành quả đó là gì nhỉ? À, được để lại do đời trước để lại cho chúng ta, và ngày nay thì chúng ta được thụ hưởng cái thành quả ấy. Vậy thì để hiểu được nghĩa của hai từ này một cách rõ hơn, chúng ta sẽ đọc hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất, thế hệ mai sau sẽ được hưởng 3 chấm của công cuộc đổi mới hôm nay. Ví dụ 2, trường ta đã lập nhiều 3 chấm để chào mừng ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Vậy thì theo các con, chúng ta điền từ nào vào mỗi chỗ 3 chấm ở đây đây? À, chúng ta thấy rằng ở ví dụ đầu tiên, thế hệ mai sau sẽ được hưởng thì chúng ta sẽ điền từ thành quả đúng không nào? Và trường ta đã lập được nhiều, chúng ta sẽ điền từ thành tích. Đó là ở bài tập thứ 2, câu A. Tiếp theo, ví dụ B, chúng ta sẽ phải điền hai từ ngoan cường và ngoan cố vào chỗ chấm. Và từ hai từ này đều có nghĩa là kiên quyết để chống lại một điều gì đó. Vậy, ở trong ví dụ đầu tiên, bọn địch 3 chấm chống cự đã bị quân ta tiêu diệt. Thì ở đây, chúng ta điền từ ngoan cường hay là ngoan cố nhỉ? À, chúng ta sẽ điền từ ngoan cố đúng không nào? Về khi mà nói đến sắc thái nghĩa về để nói đến bọn địch đúng không nào, bọn giặc, thì chúng ta nói đến sự cứng đầu và cố để chống lại quân ta thì chúng ta điền từ ngoan cố. Còn ở câu thứ hai, ông đã 3 chấm giữ vững khí tiết cách mạng thì chúng ta sẽ điền từ ngoan cường. Ở đây nói đến sự quyết tâm và ý chí của nhân vật. Vậy thì ở ví dụ 2 chúng ta điền từ ngoan cường. Ví dụ tiếp theo, chúng ta phải chọn giữa hai từ là nhiệm vụ và nghĩa vụ, đều có nghĩa là phải làm
một cái việc gì đó, hoàn thành một cái việc gì đó. Vậy thì trong ví dụ đầu tiên, lao động là ba chấm thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mỗi người, thì chúng ta sẽ điền từ nhiệm vụ hay là nghĩa vụ đây? À, nghĩa vụ đúng không nào? Đó là quyền của mỗi người được tham gia lao động và đó là niềm hạnh phúc của mỗi người. Ở ví dụ C đầu tiên chúng ta điền từ nghĩa vụ, và ví dụ thứ hai chúng ta điền từ nhiệm vụ. Thầy hiệu trưởng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho lớp em trong đợt tuyên truyền phòng chống ma túy. Ví dụ cuối cùng đó là chúng ta điền từ giữ gìn và từ bảo vệ và dấu ba chấm. Hai từ này đều có nghĩa là gì? Quyết tâm để bảo vệ hay là giữ cho mình một cái điều gì đó. Vậy thì em Thúy luôn luôn ba chấm quần áo sạch sẽ, thì chúng ta điền từ giữ gìn hay là bảo vệ các con? À, chúng ta điền từ giữ gìn đúng không nào? Và ví dụ thứ hai đó là chúng ta sẽ điền từ bảo vệ. Bảo vệ Tổ quốc là sứ mệnh của quân đội. Với bài tập này thì khá là đơn giản với các con. Ngoài ra thì còn rất nhiều những bài tập khác ở trong sách giáo khoa. Các con hãy cùng làm. Sau đó cô trò mình sẽ trao đổi với nhau về đáp án nhé. Và tiết học về từ đồng nghĩa đến đây là kết thúc, và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thế nào là từ trái nghĩa. Sau đây cô mời các con sẽ chuyển sang phần thứ hai. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về từ trái nghĩa. Các con hãy cùng đọc lại văn bản Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh và văn bản Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê. Các con đọc lại phần dịch thơ, sau đó tìm cho cô các cặp từ trái nghĩa. Trong văn bản Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh, chúng ta thấy văn bản như thế nào đây? Ngẩng đầu, đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Vậy trong văn bản này chúng ta thấy có một cặp từ trái nghĩa, đó là cặp từ ngẩng và cúi đúng không nào? Ở đây chúng ta sẽ đi tìm các cặp từ trái nghĩa. Đầu tiên là từ ngẩng và từ cúi. Và từ ngẩng và từ cúi này là thuộc về những cặp từ trái nghĩa chỉ hoạt động của đầu khi mà lên và xuống đúng không nào? Chỉ hoạt động của đầu này. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm cặp từ trái nghĩa trong bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê. Khi đi trẻ, lúc về già, giọng quê không đổi, tóc đà khác bao. Trẻ con nhìn lạ không nhà không chào, hỏi rằng khách ở chốn nào lại chơi. Trong văn bản này, chúng ta có hai cặp từ trái nghĩa. Cặp từ thứ nhất đó là từ trẻ và từ già. Ở đây chúng ta thấy trái nghĩa về nét nghĩa như thế nào nhỉ? À, trái nghĩa về tuổi tác này. Và tiếp theo, cặp từ thứ hai là từ đi và trở về. Đây là cặp từ trái nghĩa về sự di chuyển. Vậy qua việc tìm hiểu những ví dụ ở trong sách, ở trong các văn bản mà chúng ta đã từng học, thì các con hiểu thế nào là từ trái nghĩa? À, chúng ta có thể đưa ra một kết luận, đó là gì? Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Có thể trái ngược nhau trên những phương diện, đúng không nào? Trên cùng một phương diện, nhưng nghĩa lại trái ngược nhau. Ở đây chúng ta thấy rất nhiều cặp từ trái nghĩa này. Trẻ, già này, đi, về này. Ngoài ra, chúng ta có thể tự tìm những cặp từ trái nghĩa khác giúp cô nào. Ví dụ như là xấu, đẹp này, học giỏi hay là học giỏi hay là học kém này, chăm chỉ trái nghĩa với lười biếng, thì đó xét trên cùng một phương diện nhưng nghĩa phải trái ngược nhau thì mới được coi là từ trái nghĩa. Tiếp theo chúng ta cùng đi tìm hiểu một ví dụ tiếp theo. Người ta yêu cầu chúng ta đó là tìm từ trái nghĩa với từ già trong trường hợp rau già, cau già. Với từ già này, nét nghĩa thứ nhất chúng ta vừa nói đến ở đây đó chính là tuổi tác. Nhưng nét nghĩa thứ hai ở đây nói đến cau già và rau già là để chỉ sự già cỗi hay là héo úa của những sự vật, và cụ thể ở đây là cau này và rau. Vậy thì chúng ta tìm từ trái nghĩa với hai từ này nhé. Từ cau già sẽ trái nghĩa với từ cau non. Từ rau già sẽ trái nghĩa với từ rau non đúng không nào? Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng từ già ở đây là có mấy nét nghĩa? À, có hai nét nghĩa, và đây được gọi là từ nhiều nghĩa. Từ nhiều nghĩa này.
Và tương tự như việc tìm hiểu về từ đồng nghĩa, chúng ta cũng thấy rằng một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau. Đó chính là kết luận sau khi chúng ta đi tìm hiểu ví dụ thứ hai. Và đây cũng chính là phần ghi nhớ trong sách giáo khoa. Các con cùng đọc lại phần ghi nhớ giúp cô. Đó là gì? Thứ nhất, chúng ta thấy rằng từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Và ghi nhớ thứ hai, đó là một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cách sử dụng của từ trái nghĩa. Các con tiếp tục xét đến ví dụ trong sách giúp cô. Và ở đây, người ta yêu cầu chúng ta là trong hai bài dịch thơ trên, việc sử dụng từ trái nghĩa có tác dụng gì? À, khi mà chúng ta thấy ở đây này, hàng loạt cặp từ trái nghĩa được sử dụng trong hai bài thơ và chúng ta cũng đi tìm hiểu văn bản này rồi. Vậy, cặp từ thứ nhất, ngẩng và cúi có tác dụng gì đây các con? À, chúng ta thấy rằng ngẩng và cúi có tác dụng đó là để khơi gợi cảm xúc của tác giả. Đầu tiên là để tạo phép đối cho văn bản chữ đã, tạo phép đối này. Sau đó thì chúng ta thấy rằng ngẩng và cúi diễn tả hành động trái ngược nhau nhằm làm nổi bật cái tình yêu quê hương sâu nặng của tác giả. Đó là gì? Ánh trăng khi mà tác giả ngẩng đầu lên, nhìn thấy cúi xuống mặt đất trước đã, nhìn thấy cái màn sương nó bao phủ trên mặt đất, ngỡ nhìn thấy ánh trăng nhưng mà ngỡ đó là sương, và khi mà ngẩng đầu lên để nhìn ánh trăng thì lại nhớ về quê hương của mình. Hành động ngẩng và cúi nó tưởng chừng như đối lập nhưng mà nó lại xuyên suốt và đúng với thể hiện về tâm trạng của tác giả, đó chính là thể hiện được cái tình yêu quê hương sâu nặng. Và tương tự như vậy, chúng ta tìm hiểu về cặp từ trẻ và già, đi và về cũng như vậy. Từ cặp từ đối lập ở đây, thứ nhất để tạo phép đối này, và thứ hai làm nổi bật tình yêu của tác giả Hạ Chi Trương khi mà đặt chân trở về quê cũ nhưng đã có nhiều sự thay đổi, và lòng người mặc dù không đổi thay nhưng mà cảnh vật mọi thứ đã thay đổi và bị coi là khách trên chính quê hương của mình, thì đó chính là điều mà tác giả muốn nhấn mạnh. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm một số thành ngữ có sử dụng cặp từ trái nghĩa, và sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra kết luận xem là tác dụng của việc sử dụng từ trái nghĩa như thế nào nhé. Các con thử lấy một số thành ngữ có sử dụng cặp từ trái nghĩa giúp cô nào. À, rất nhiều đúng không nào? Ví dụ như là ba chìm bảy nổi này, hay là lên thác xuống gành này, gần nhà xa ngõ này. Vậy thì các con nhìn lên ba ví dụ mà cô có trên bảng và các con thấy xem là ở đây có những từ cặp từ trái nghĩa nào. Trong từ lên thác xuống gành thì có từ lên và từ xuống là cặp từ trái nghĩa. Ở ví dụ thứ hai có từ gần và từ xa. Ví dụ thứ ba có từ chìm và từ nổi. Vậy thì trong thành ngữ hay trong ca dao dân ca rất hay sử dụng những cặp từ trái nghĩa. Vậy tác dụng của nó là như thế nào? Chúng ta có thể thấy rằng tác dụng của việc sử dụng từ trái nghĩa nhằm để tạo những hình tượng tương phản, tạo hình tượng tương phản này, gây được ấn tượng đối với người đọc và rất là dễ ghi nhớ đúng không nào? Và tiếp đó tạo cho lời nói của chúng ta thêm sinh động. Các con ghi nhớ về tác dụng của từ trái nghĩa giúp cô nhé. Và sau khi tìm hiểu về hai ví dụ này, chúng ta có thể đưa ra một kết luận, đó là việc sử dụng từ trái nghĩa có tác dụng thứ nhất là để gì đây? À, tạo phép đối này. Tiếp theo, thứ hai là để tạo các hình tượng tương phản đối lập nhau nhằm gây ấn tượng mạnh cho người đọc và làm cho lời nói của chúng ta thêm sinh động và hấp dẫn hơn. Một số bài ca dao khác cũng có sử dụng cặp từ trái nghĩa mà các con có thể tìm thêm giúp cô. Ví dụ như là gì nhỉ? Dòng sông bên lở bên bồi, bên lở thì đục, bên bồi thì trong. Hay là có những văn bản cũng sử dụng từ trái nghĩa như là thiếu tất cả ta rất giàu dũng khí, sống chẳng cúi đầu chết vẫn ung dung, giặc muốn ta nô lệ ta lại hóa anh hùng, sức nhân nghĩa mạnh hơn cường bạo. Hàng loạt những cặp từ trái nghĩa tác giả sử dụng ở trong bài thơ của mình để nhằm tạo được sự
hình ảnh tương phản đối lập và gây ấn tượng cũng như là nhằm thể hiện cái dụng ý nghệ thuật của mình. Vậy thì các con cần ghi nhớ điều này để sử dụng từ trái nghĩa làm sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Tiếp theo chúng ta sẽ đi làm một số bài tập luyện tập các con nhé. Bài tập đầu tiên yêu cầu chúng ta hãy tìm từ trái nghĩa với những từ in đậm trong các từ sau. Từ tươi có hai nét nghĩa, đây là một từ nhiều nghĩa các con nhé. Và từ tươi, nét nghĩa thứ nhất là cá tươi này, nét nghĩa thứ hai là hoa tươi. Vậy từ trái nghĩa với từ cá tươi là cá khô hay là cá ươn đúng không nào? Cá ươn, chúng ta có thể điểm thêm từ cá ươn. Cái hoa tươi sẽ trái nghĩa với từ hoa khô. Tiếp theo, từ yếu có hai nét nghĩa, nói đến là ăn yếu này và học lực yếu. Vậy từ trái nghĩa với từ ăn yếu là ăn khỏe đúng không nào? Và từ học lực yếu sẽ trái nghĩa với từ học lực giỏi. Từ xấu, chữ ở đây có tự nghĩa là chữ xấu này, nói đến đất xấu này. Vậy trái nghĩa với chữ xấu là chữ đẹp. Đất xấu trái nghĩa với đất tốt. Một bài tập này rất là khá đơn giản nhưng đã củng cố cho chúng ta về kiến thức, đó là gì nhỉ? Một từ đồng nghĩa, một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau đúng không nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ làm bài tập thứ hai là điền từ các từ trái nghĩa vào những thành ngữ sau. Thành ngữ thứ nhất đó là chân cứng, đá, chạy sấp chạy, bên chấm chấm, bên khinh, chân ba chấm, chân giáo. Và ở đây chúng ta có thể điền những từ trái nghĩa như sau. Thứ nhất, chân cứng thì chúng ta sẽ điền từ gì đây? Mặc dù có thể chúng ta chưa nghe câu ca dao và không chưa nghe câu thành ngữ này, nhưng tìm từ trái nghĩa với từ cứng thì chúng ta sẽ biết ngay được đó là từ mềm đúng không nào? Chân cứng, đá mềm để nói về điều gì? À, đó là gì nhỉ? Sự quyết tâm kiên trì thì dù thế nào cũng sẽ được và sẽ vượt qua được. Tiếp theo, chạy sấp, chạy ngửa này, nói đến sự vội vàng, sấp và ngửa trái nghĩa với nhau. Bên gì đây? À, bên trọng, bên khinh. Bên trọng, bên khinh. Chân ướt, chân ráo. Đó, chính là những cặp từ trái nghĩa mà chúng ta có thể điền được vào trong các thành ngữ này. Bên cạnh đó thì còn rất nhiều thành ngữ khác như là mắt nhắm, mắt mở này, hay là vô thưởng, vô phạt, hay là bước thấp, bước cao. Thì đây đều là những thành ngữ có sử dụng các cặp từ trái nghĩa. Và trong cuộc sống thì chúng ta cũng thường xuyên sử dụng những cặp từ trái nghĩa này. Vậy thì các con hãy ghi nhớ giúp cô về nội dung bài học. Thế nào là từ trái nghĩa này, thế nào là từ đồng nghĩa, và cách sử dụng chúng làm sao cho phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp đúng với sắc thái biểu cảm nhé các con nhé. Và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con.